trường Quảng Ninh với vũ điệu Bachata. Vâng, xin chân thành cảm ơn các vũ công đến từ câu lạc bộ thành lập ngay sau trường Quảng Ninh, và xin chúc cho tất cả các vũ công thật nhiều sức khỏe và ngày càng đam mê nghệ thuật vũ nữa.